Bông ở đây đẹp lắm mọi người ơi, bông hồng, đủ thứ loại bông hồng luôn. Mùa này là tới đây là bông hồng nở đẹp quá. Đủ loại màu luôn. Nghỉ vào tháng này là đi là tốt nhất, tại vì bông hồng ở tháng này nở đẹp lắm. Còn nếu mà đi tháng 8 như mình hồi mọi năm đi đến vườn hồng ở Oregon á, là hầu như cũng tàn bớt rồi. Và mùa này thì và tháng này là tháng 6. Tháng 6 là hồng nở đẹp. Rất là đẹp luôn. Mình rất là thích hoa hồng, mà hoa hồng ở đây bự ơi là bự luôn. Nếu mà mọi người đi đến vườn hồng ở Oregon á, còn đẹp hơn nữa, tại vì rất là rộng luôn. Vườn hồng ở đây thì không rộng bằng ở đó, nhưng mà mình thấy vậy là đẹp rồi, tại vì họ trồng rất nhiều loại màu hoa, có cảnh cũng đẹp.
Nếu mà mọi người ở Seattle thì đến vườn hồng này mình thấy cũng đẹp rồi. Nếu mà đi Oregon á, mọi người ghé vườn hồng ở Oregon rất là đẹp luôn, rất là rộng nữa. Này là vườn hồng ở gần cảnh vào chiều tối là đẹp nhất. Quay phim hay chụp hình tại vì không còn nắng. Tại bên cạnh gần sở thú nên mình sẽ nghe những tiếng của con thú ở đây kêu.
Bông này có hai màu nè. Wow. Ở đây giống như bông tulip vậy đó. Có nhiều loại màu. Đúng là mùa của hoa hồng nên nở rất là đẹp. Lên hình đẹp lắm kìa. Tại bông này có hai ba màu đó. Đẹp. Hai ba màu luôn á. Đưa em lát được.